Hello, chào các bạn quay trở lại với kênh của RHP nha. Thì gần đây cũng có khá khá bạn nhắn tin cho mình bảo là họ là F2P, đúng không? Em là F2P, sau bằng này ngay, em được cái này cái kia. Thì hôm nay mình cho lên TV một quả nick luôn, tiếp tục lại là một F2P các bạn. Nhưng mà đã VIP 15 rồi đó, số ngày đăng nhập liên tục thì chỉ có 231 ngày thôi. Chúng ta hãy cùng xem là liệu cái bạn này bạn đã làm như thế nào, cũng như là sau số ngày chơi ở đây thì khoảng hơn 7 tháng thì bạn đã có được những gì nha các bạn. Và quả nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta có tên đó là 69HRHR he nha anh em. Và mình thấy là đang ở map KVK2 rồi. Thì ở cái tên này mình nghe khá là quen. Đây là Kingdom 2769 nha mọi người. 2769 thì mình đã từng review một số nick rồi, ví dụ nick anh Ly này, từng đập đồ nổ ta lần cho nick đấy luôn, mình vẫn còn nhớ. Thì hiện tại đây là cái cụm KVK2 của cái nick này. Đó, 2769 đang top 3 ở liên minh 5 tỷ mốt qua 25, mà KVK2 là cũng thuộc dạng nạp nhiều nha anh em, không phải nạp ít đâu, nạp nhiều đấy. Có lẽ là cái việc nạp nhiều này cũng giúp cho bạn có thêm điểm VIP từ những cái rương vàng để bạn có thể lên được cái cấp VIP 15 nhanh hơn chăng đó. Tuy nhiên đây là tôi không thấy đầu Mina, nó cũng giảm đi một chút uy tín rồi anh em ạ. Mình sẽ xem một thông tin nhá, sức mạnh thì hiện tại là 33 triệu này, điểm tiêu diệt là 254 triệu, và đây là một đích mới nha các bạn. Nó mới chơi được có 230 mấy ngày thôi mà. Và ở đây chúng ta có là tiêu diệt lính T4 19 triệu 7, lính T5 1 triệu 6 nhá. Một nick mình nghĩ là đánh nhau rất là ổn, tại vì mới KVK1 thôi mà tiêu diệt mà 254 triệu là quá cao rồi các bạn. Ngoài ra thì ở đây bạn cũng sử dụng cho mình đó là nền văn minh Pháp nhá. Nền văn minh Pháp chữa lính nhanh hơn, rồi lính bộ binh khỏe hơn. Cái này thì có lẽ nhiều anh em cũng đã quen rồi. Mình thì mình khuyên các bạn là tốt nhất cứ đổi sang Pháp, về lâu về dài là giúp các bạn tiết kiệm rất là nhiều tăng tốc nha. Đầu game này các bạn sẽ kiểu không có dùng tăng tốc chung để chữa lính đâu, nhưng mà về sau là dùng tăng tốc chung chữa lính nhiều lắm. Ở phần thông tin thêm, chúng ta có sức mạnh tối đa này vẫn là 33 triệu, chết 1 triệu 6 ở KVK1. Có thể là nội chiến ở trước KVK nữa, mình không biết là có nội chiến không, nhưng mà chết hiện tại đang là 1 triệu 6. Thu thập tài nguyên 2 tỷ 6 nha, hỗ trợ tài nguyên 481 triệu, và chỗ này là trợ giúp liên minh 37.000 lần. Avatar thì mình thấy bạn cũng một cái sự đầu tư cũng khá là hoành tráng đấy, có một chữ H, có lẽ là viết tắt là chữ HR chăng, có thể là Avatar Team. Còn đây là phía bên trong giao diện thành phố của bạn, một thành phố trang trí ui trông cũng khá là đẹp anh em nhở, kiểu trang trí nó cũng có khá là ngay ngắn đấy, nói chung là trang trí khá đẹp không mọi người. Đây là một kiểu trang trí mình nghĩ là có lẽ là nhiều bạn học theo cũng được. Chúng ta có thể mở rộng chỗ này để đặt thêm mấy cái decor ở đây, mình nghĩ là ok. Thành phố trang trí có trang trí đẹp đấy anh em. Có lẽ là bạn là thợ cắt tóc chắc, mình nghĩ vậy bạn, tại mấy ông mà thường có chữ he trong tên là hay là thợ cắt tóc, mà thợ cắt tóc người ta có khiếu thẩm mỹ đó các bạn. Ở đây chúng ta có là 6 trên 78 skin nhà nha. Đây là cái skin nhà gánh xiếc sặc sỡ ở cái đợt event 7K game vừa rồi. Trông rất đẹp nha anh em, kiểu có nổ bong bóng các thứ. Chỗ này chúng ta có là nhà kim nhãn này, nhà tiệc phục sinh, nhà bánh gừng, và cuối cùng là nhà cho kẹo hay bị ghẹo. Như vậy là chỉ có 5 cái nhà tím thôi các bạn nhá. Và đối với những nick như thế này mình sẽ xem tiếp tục về cái tech để xem bạn đã lên được chặng đường đến đâu khi lên T5 rồi. Thì bạn này có nói với mình đó là bạn đang dồn game để mua sách để lên VIP nha. Đó, chúng ta có thể thấy là chỗ này là công nghệ kinh tế này, vẫn đang còn trống khá nhiều. Còn đây là công nghệ đánh nhau. Thực ra thì muốn lên T5 các bạn phải nâng hết công nghệ kinh tế cơ, cũng khá là chua đấy. 10-10-10, wow, cao phết đấy anh em. Bộ binh 9/10, 9/10 này, 999 luôn. Ui, nick này là công nghệ đánh nhau là mắc ping đối một nick đánh T4 rồi các bạn ạ. À, đó, kinh tế thì hơi thiếu một chút nhưng mà nâng từ từ lên được. Thì với một nick này nếu mà tướng tá ok, một cặp tướng cam mắc thì mình nghĩ là đẹp thôi. Chúng ta hãy cùng xem đó là bạn sử dụng những vị tướng nào để đánh nhau nha mọi người. Đây, mục chỉ huy này. Đầu tiên là bạn lại có ở đây là Võ Tắc Thiên. Wow, như vậy là nick này lại là một nick bay về các bạn. Ừ đúng rồi, mình quên mất, 230 mấy ngày thì làm sao mà KVK2 được. Nick này là đã đánh KVK2 xong. Đó, sau đó để bay về KVK2 đánh một lần nữa nha. Đó, đánh KVK lần 2 các bạn, và có Võ Tắc Thiên đây luôn. 50 tượng, chứng tỏ là bạn này đánh KVK2 đợt trước là cũng win. Chỗ này thì chúng ta đang có ở đây, đó là Alexander này. Ủa, hay là cái nick này là hiện tại là đã xong KVK rồi ta? À không, KVK mới bắt đầu mọi người, đúng rồi. Như vậy là nick này là bây giờ mới gọi là vào KVK2 nha mọi người. Tại vì kiểu 2769 ấy, mình thấy với 2707 kiểu cũng cách không xa lắm, thế mà cũng cách nhau một kỳ KVK đấy các bạn. Võ Thiên 50 tượng chưa triệu hồi luôn. Có Alexander này, Alex của bạn thì mới 5553 thôi. Và bạn mặc ở đây đó là 3 món cam nha các bạn. 3 món cam mà cũng hơi đen, đúng là kiểu Lilith rất là khó độ bạn. Gần đây thì lại đập đồ cam chua lắm, anh em nào đập là biết. Đồ tím thì bạn cũng chưa có full talent được. Thường đồ tím các bạn không full talent được do các bạn thiếu mảnh bản vẽ. Rồi tiếp theo chúng ta có Ethel Flash Max Skill này, có CM 5531. Bạn dồn vào đây là 162 tượng cho CM nha.
Và có một cái skill của bạn này nó hơi bị tiếc một chút, đó là nó lại vào skill 3 hơi nhiều. Bạn cũng mặc ở đây đó là 6 món tím và 2 món lam, cũng khá là ổn. Có Bailey đi trộm chó này, Bailey max skill rồi, full một set trộm chó. Nếu mà cái phụ kiện này nó mà lên Talon thì còn chạy nhanh nữa, bạn chạy kiểu đúng cho mấy con kiểu Sơn Đế Ốc với Cleopatra gọi là đi bụi hết. Chỗ này chúng ta có Tôn Tử max skill này. Đó, Tôn Tử tầm này có lẽ là bạn cũng vẫn còn sử dụng được. Mấy cái PK2 Tôn Tử vẫn dùng tốt anh em. Dưới này có Z song Z max skill luôn. Wow. Như vậy là bạn là đi theo chuyên bộ nha anh em, chuyên bộ. Rồi về đây là 589 chọc. Và con Z này có Richard 5411. Richard 5411 thì mình nghĩ là sẽ không đánh nhau được anh em ạ. Thật sự là mình nghĩ là con này rất là khó đánh nhau. Tầm này nếu mà đánh nhau thì mình thậm chí mình còn đề cử con Tôn Tử này thay cho Richard. Tại vì con này trông khá là bao cát, có lẽ là bạn sử dụng để kéo man. Dưới này chúng ta có Bai Ba max skill này, Loha max này, Boudica Doan. Đến tầm này tướng tím max bắt đầu nhiều rồi. Có Sơn Đế Ốc là 5513 này. Tầm này là chưa thể phát huy được tối đa sức mạnh con tướng này bạn. Sơn Đế Ốc sức mạnh tối đa của nó là phải max cơ, max các bạn mới được là thêm cái khả năng thu gom tài nguyên 10%. Đấy, cứ 10 game mà được thêm 1 game quá ngon. Chúng ta có đây là Mộc Lan này 5311, Tào Tháo 5131. Đó, mấy con tướng cam của bạn hiện tại chiêu nó vẫn còn thấp nha. Mehmet 5221, Cleopatra 452. Đó, thường mấy con tướng farm thì thường anh em lại không có khóa chiêu, anh em lại muốn mở chiêu để nâng nó trúng ở mấy chiêu farm. Đây cũng lựa chọn khá là hợp lý tại tầm này các bạn không dùng. Nhưng mà đa số những con tướng cam khác nhá, ví dụ Elsie chẳng hạn, thì các bạn phải mắc cái chiêu một này thì sau đó hãy mở khóa để nâng mấy cái chiêu sau. Đó, nên khóa skill trong lúc nâng skill lại để cho nó đỡ thiệt. Còn những con tướng farm thì các bạn khỏi khóa cũng được. Mấy con tướng farm bạn khỏi khóa cũng được. Con này thì bạn quyết định khóa luôn. Ishida thì chắc cũng chả dùng đâu anh em. Ishida cũng chả dùng đánh con nào đâu. Frederick cũng max skill 1 này. Rồi, thế này chúng ta có ở đây đó là Minamoto luôn. Như vậy là bạn cũng có đạt tiền nha. Đấy, mấy ông này F2P chắc bây giờ nó để chỉ một phong cách chơi rồi. Một phong cách chơi đào game các bạn ạ. Nghĩ cùng ra xem là liệu bạn này lấy game ở đâu nhá anh em. Ở đây thì mình thấy là bạn đang có một đạo quân đi về này. Rồi, check luôn ở mục thu gom đây các bạn. Vào mục thu gom check. Đó, đây là mục thu gom của bạn nha. Là một game thủ đích thực anh em nhá. Đó, cho đến khi mà bạn gửi nick cho mình là bạn vẫn đang còn farm game. Rất chăm chỉ. Ở đây chắc chắn là cách chơi mà mình khuyến khích các bạn chơi, đó là rảnh tay hãy vào farm game, còn tài nguyên đâu thì lấy từ ạc phụ. Còn nếu mà các bạn không có ạc phụ thì có thể chơi cái bài đó là ở hai đạo farm game, ba đạo farm tài nguyên, mình nghĩ là cũng rất tốt nha mọi người. Rồi, đây là game tới từ thu gom nhé. Chúng ta tiếp tục kiểm tra về gói game tháng. Đây, gói game tháng còn 14 ngày. Như vậy là bạn cũng có nạp gói game tháng. Gói quỹ tăng trưởng đã mất rồi. Thì đây có thể nói là một người chơi chơi theo phong cách game thủ các bạn. Mình sẽ gọi là từ nạp ít thì nó sẽ chính xác hơn so với từ gọi là không nạp nha anh em. Đó, ở đây thì đa số các gói bạn cũng không nạp đâu. Đó, đây thì bạn có nạp một cái gói mất 100.000 rồi. Ngọn lửa chiến tranh chưa nạp này. Thì đối với những bạn mà có farm game rồi có nạp game tháng này nữa thì bạn lên cấp VIP rất là nhanh. Ngày xưa thì mình cũng tầm khoảng tầm này là mình đã lên được VIP 14 rồi. Nhưng mà mình chưa có VIP 15 đâu. Bạn này đã đẩy một phát lên VIP 15 luôn các bạn. Đẩy một phát lên VIP 15 luôn. Và bây giờ thì bạn nói là game bạn sẽ sử dụng để mua sách để lên lâu đài nhá anh em. Bạn mua sách để lên lâu đài. Để cùng kiểm tra xem là cái lâu đài của bạn hiện tại đang là cấp bao nhiêu. Đây, ở đây thì lâu đài bạn đang nâng luôn nha, cấp 19 rồi anh em, cấp 19 luôn. Cùng xem vào túi đồ xem bạn có bao nhiêu quyển sách nha các bạn. Nói chung là F2P hay là nạp ít ấy, thì các bạn cũng đều cần phải bỏ game ra để lên lâu đài 25. Nếu mà muốn lên sớm thì thường các bạn sẽ phải tốn tầm gần 100.000 game nhé. Phụ thuộc vào cái mức độ rally pháo đài bình thường các bạn. Dưới này chúng ta có điểm VIP của ông này này, cũng ok. Game còn nhiều nha, game ông này còn nhiều đấy. Ở ngoài còn 25.000 game, mới tiêu game xong mà vẫn còn như này, vì thế là rất nhiều các bạn. Tài nguyên thì cũng nhiều luôn. Ông này thì khả năng là kiểu búp ạc farm sang ấy. Thì các bạn thấy là tài nguyên trong túi của bạn nó còn nhiều lắm. Ở mục tăng tốc này, chỗ tăng tốc này cũng uầy, nhiều phết. 4.200 cái 60 phút là rất nhiều rồi các bạn. Có thể tới được việc hit rương. Nhưng mà không biết là kingdom cũ của ông này là ở đâu. Nếu mà ở kingdom 2769 từ đầu chắc là hit rương cũng khá khá đấy. Đây là mục tăng mạnh này. Rồi, ở đây chúng ta có là 9 cái mở rộng của con 50%. Mục thiết bị. Thiết bị thì ở đây bạn có là 15 cái vật liệu cam, 16 cái vật liệu tím, 3 món đồ cam. Dưới này là một set tím của bộ binh này nhưng mà chưa có Talon. Nhưng mình đã nói là mấy món này thì thực ra không phải là bạn không lên được Talon đâu, mà do là thiếu mảnh bản vẽ. Càng về sau các bạn chơi đập trứng ấy, với các bạn mở chìa pha lê càng nhiều thì cái mảnh bản vẽ tím nó thừa cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà đầu game nó khá là thiếu. Đầu game các bạn khá là khó để lên được một set tím Talon.
nên là có nhiều bạn đã lựa chọn đúc đồ cam luôn. Dù sao thì một món đồ cam so với một đồ tím không ta lần và có biểu trưng, đó, có sử dụng cục đá biểu trưng này thì cũng mạnh hơn khá là nhiều. Nhưng về sau các bạn sẽ bắt đầu có tím ta lần nhiều hơn, thì có thể là các bạn làm một đạo cam full biểu trưng, sau đấy thì đổi qua lên mấy cái đồ tím ta lần cho mấy cái đạo thứ hai, thứ ba về sau cũng được. Chúng ta có đây là 10 cái rương AE, mình sẽ mở luôn. Uầy, 8 cái chìa bạc. Đèn vãi chửa. Thế là lại kỹ năng hai quyển này, chọc vàng còn 53 chọc, có cái nhà thiên đỉnh luôn, nhưng mà nhà thiên đỉnh này là 15 ngày, 15 ngày hình như là top 50 anh em nhỉ. Mình nhớ 15 ngày là top 50 hay là top 30 đấy, tại vì top 20 thì là 30 ngày rồi. Đây là tượng tướng này, ok. Mình sẽ xem là bạn sử dụng những đạo gì để đánh đồng các bạn. Tầm này thì có lẽ là bạn sẽ sử dụng những cái đạo chuyên bộ thôi. Đạo đầu tiên là Alex Z. Alex thì bạn chưa max skill đâu, nhưng mà chắc chắn là bạn đang ở trên con đường max skill Alex rồi. Đó, nếu các bạn ngày xưa bạn không dồn chọc vào con Richard hay con CM thì hiện tại bạn đã có Alex max skill để chơi rồi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là thời gian vẫn còn khá là sớm, bạn có thể max được trong KVK2 này. Đây chúng ta có là đạo thứ hai là CM tôn tử. Đạo thứ ba là Bailey Bay 3, có lẽ là để đi móc mỏ thôi anh em. Richard Z chắc không dùng đâu. Dưới này là mấy đạo farm này. Uầy, để sẵn đạo để farm game, đúng chất game thủ lên các bạn. Soi thêm một chút về cụm KVK này nha anh em. Đó, cụm KVK của 2769. 2769 là một kingdom rất là mạnh nha các bạn, rất là mạnh. Chúng ta có ở đây là top 1 pound. Uầy, 256 triệu pound 2777. ID mới. ID 126, ID mới rồi các bạn. Boss này nạp rất nhiều nha. Uầy, sao trông có mặt nó uy tín đấy. Ông này nạp cực kỳ nhiều các bạn. Nick này cũng phải tiền tỷ đấy. Uầy, 2777, 2 boss 200 triệu pound nữa. Akali, à không phải, Akali các bạn. Liên minh xem nào, nhưng mà liên minh thì mới quà 21 thôi. Đó, ông này nạp nhiều thế mà sao quà, à đây, liên minh khác các bạn. Đây mới là liên minh chính, quà 23, ok. Chúng ta có là cái nick Anh Ly của 2769. Nick này thì là nick cũ bay về, 180 triệu pound. Ivan Đạt TRBL, từ Kingdom 2769. Đây là nick mới luôn, 170 triệu pound, Q2 tỷ 1. Rất giàu nha các bạn. Felix Saka 2776. Cụm này sắp tới có lẽ là đánh nhau cũng ok, nếu có thời gian chúng ta sẽ qua xem đấy anh em. Nick Oren này, cái nick này hình như cũng là một nick mình có review chưa ta? Cũng là một nick cũ mang về, 144 triệu pound. Rồi. Ôi, có cả Lưu Bang các bạn, Lưu Bang Sơn Tùng. Lưu Bang này thì 107 triệu pound, điểm tiêu diệt 935 triệu. Ui, phải có Dũng Anh luôn. Ok. Xem về kỹ năng liên minh nha. 2769 điểm tiêu diệt 49 tỷ. Ở 2779 điểm tiêu diệt 39 tỷ. Ui, cái này đúng kiểu này tăng 10 số này tụt 10 số. Ok, KVK2 này trông cũng khá là mạnh đấy các bạn. Ở kỹ năng cá nhân này, cao nhất là cái nick Oren. Chúng ta có là 9 tỷ 6. Top 2, 5 tỷ 3. Top 3, 3 tỷ 4. Top 4, 3 tỷ 3. Một cụm cũng rất là mạnh anh em. Ui, đây một nick Lưu Bang cái này. Như vậy là hai nick Lưu Bang các bạn. Nick này thì cũng là một ID cũ, Q2 tỷ 3. Ok, nói chung là một nick cũng mạnh. Ui, Mỹ nữ 2769. Wow. Ui, sao đặt tên là Mỹ nữ 2769 mà sao lại ít like thế nhỉ? Không biết là có phải cú hay không mà sao ít like thế anh em. Ok, như vậy là video review một nick F2P đấy, nhưng mà lại có Mina rồi cũng có game tháng các thứ. Mina thì chỉ gọi là 21000 thôi đấy, gọi là nạp vào lấy con Mina mở khóa thôi, nhưng mà cũng gọi là nạp ít nha anh em. Và bạn đã làm được một cái điều mình nghĩ là cũng rất là đáng chúc mừng, đó là 231 ngày đã có VIP 15, một mốc thời gian cực kỳ sớm cho các bạn. Với VIP 15 này thì bạn có thể đánh đồng tiết kiệm cái tốc độ chữa thương hơn, rồi các bạn cũng có thể nhận được nhiều chọc vàng mỗi ngày hơn đây anh em. Và video review hạc ngày hôm nay của mình đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên ấn like cũng như là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.